Trong tháng 5 vừa qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 với sự tham gia ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí ủy viên Quân ủy Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, một số tướng lĩnh của quân đội đã nghỉ hưu. Dự thảo văn kiện đã được Quân ủy Trung ương thông qua. Toàn quân đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những tấm gương tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố lòng tin, xây dựng ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cũng thực hiện điều chỉnh tổ chức các hoạt động và hội nghị về đối ngoại quốc phòng trong năm ASEAN 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó đã linh hoạt trong triển khai tổ chức hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN và hội nghị nhóm làm việc, diễn tập xử lý tình huống của quân y bằng hình thức trực tuyến, đạt kết quả tốt, không để gián đoạn, thể hiện được vai trò của nước chủ nhà trong năm ASEAN 2020. Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 với quyết tâm cao, không lơ là, chủ quan, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, nhất là cứu nạn trên biển, giúp nhân dân ổn định đời sống do tác động của nắng nóng, mặn xâm nhập, hạn hán. Bước sang tháng 6, một số nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Quốc phòng xác định là phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Chuẩn bị chu đáo để tổ chức hội nghị quân chính toàn quân và hội nghị công tác tham mưu 6 tháng đầu năm 2020. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội, xây dựng hoàn thiện biểu tổ chức biên chế các học viện, nhà trường, các đơn vị trực thuộc các quân khu, quân chủng, quân đoàn và binh chủng. Triển khai thực hiện luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên, chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam. Tiếp tục hoàn chỉnh dự án luật biên phòng Việt Nam, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ quân đội. Kiện toàn cán bộ chủ trì gắn với công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhất là việc bổ nhiệm các đồng chí cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch, đề xuất kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí tái cử và lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2020.